Bây giờ để minh họa cho trường hợp đó là kéo thả group.js này, chúng ta sẽ làm cái form gồm có hai control chính, đó là gview và data gview. Mục đích chúng ta sẽ lấy dữ liệu kéo từ cái data gview này sang cái gview. Đấy, đầu tiên Ken thiết kế hai cái control này. Đấy, luôn cái từ cái banner ở trước đỡ phải kéo thả nhé. Đây nào. Cái này thì bạn không ra. Các em còn nhớ cách neo không? Tức là mình gắn kiểu gì cho cái form là giãn ra thì những control giãn đều ấy. Cái thứ nhất là ancho thì cái bên trái chi view ancho kiểu gì cho đẹp nhỉ? Nét đủ chưa? Để nó kéo dài đó. Top button ba phía trừ mỗi phía bên phải thôi. Ancho này. Top nét thêm một cái button nữa. Button đấy. Thế còn cái thằng chia review này chúng ta neo tất cả bốn phía cho nó. Đây. Data review. Bên web sẽ là AP net nó gọi là review. Nên chính anh quen miệng hay gọi là review nó ngắn. Đây. Data view ở đấy là bên WinForm, web form là review. Nó cũng tương tự nhau mà. Review được dùng tại view trước có nhiều kiểu kéo thả. Đây là data view đấy. Cứ từ từ. Khoai mới nhiều. Ông em thấy cái áo anh ạ. À? Muốn nhanh thì phải từ từ, nhưng mà tôi thằng em nó lấy. Xem cái video chưa? À, muốn nhanh phải từ từ ấy. Nó hay phết ấy. Thằng kia bốc phết, làm gì đoạn nhanh thì từ từ được. Hai thằng chơi nhau cái áo. Rep và rốt mình được kéo và thả. Rep là kéo, rốt thả xuống. Đấy, sau này các em có cái phần lấy dữ liệu, loát dữ liệu lên cho cái data view này trước. Khi vào form loát này, khi đúc ra bên rìa cho nó ra đâu. Được chưa? Đấy, khi đò mặt form hỏi ra thì form ra thực hiện form loát này. Đấy. Lúc này các em lấy cái form sinh viên này sao? Đây, not banner, có nguyên cái map banner này sao này. Đỡ mất thời gian. Chỗ này nếu mà nó chưa nó báo chưa sử dụng thì chúng ta sẽ kích phần dưới này. Đây là nó và nó. Ừ. Sao? Cái mục đích của chúng ta là để nó đầu tiên nó form dữ liệu nó điền thẳng vào tab view này khỏi bị đứng tay. Được chưa? Vào cái file program.cs sửa này một chút. Cho cái form the dev drop tại trước đi. Drop the dev trong quản lý điểm thi. Quản lý điểm thi. Sao? Em ép về thi này tưởng vào. Có cái form vừa viết rồi đi. Vớt ra sau đấy xong là kích chuột phải. Chọn ép về thi này tưởng để chọn cái form vừa thiết kế hoặc như thế này. Hả? À? Em về thi vào. Đấy, các em hết chưa? Mục tiêu chúng ta sẽ là gắp từ bên view này sang cái view này nó hiển thị trên mẫu được. Đây là chưa? Được hết rồi các em? Hiển thị đoạn này chưa? Đấy, để thực hiện kéo thả được thì cái ý này, cái đích đến dù chúng ta muốn thực hiện kéo thả từ data review tới view thì cái phần đích nhận ấy thì chỉnh thuộc tính của nó owner the drop phải bằng true, các em về thuộc tính của nó này. Đấy, chữ A ấy, owner the drop các em chỉnh về true, nó mình là for các em phải đảo lại về true mới được. Được hết chưa? Chỉnh cái view ấy, tức là cái đích của chúng ta có thể là checkbox view hay the view thì phải chỉnh cái đích của nó phải owner the drop bằng true. Thì cái đó mới chấp nhận bên ngoài thả được. Được rồi các em. Đấy. Đấy. Bây giờ thực thi cái thao tác kéo thả này.
Thế là chúng ta bây giờ xuất phát từ cái nguồn, các em chọn vào cái data cái view này, sau đó click vào vô ti này. Tiếp theo chúng ta chọn sang cái tab event. Đấy, sau đó các em kéo tới cái sự kiện mau down của nó, chữ M ấy. Đây, chữ M mau down à, thấy chưa? Sự kiện mau down của data cái view. Ừ, sự kiện mau down của nó. Đến đây đây không? Mau down cái đúp vào. À, ra đây hết chưa nhỉ? Trong cái sự kiện này chúng ta cần kiểm tra xem người ta nhấn chuột xuống có phải là chuột trái hay không. Thì các em kiểm tra câu lệnh này, if e.button này, đấy, bằng mau.button.net, tức là kiểm tra xem người ta có phải nhấn chuột trái hay không ấy, kéo kéo chuột trái mà. Nếu như người ta đúng, người ta kéo chuột trái rồi, đâu mình thì chuẩn bị kéo thả. Đến đây hết chưa? Nếu mà chắc chắn chuột trái rồi, ta sẽ lấy thông tin xem người ta chọn được cái hàng nào của data view, thì các em sẽ gọi bằng cách là data view này chấm hit data info. Đấy, có nghĩa là thích đang là info sẽ bằng là dgv này chấm hit data info rồi chấm hit data ở vị trí e chấm x và e chấm y. Nhìn xuống dòng nhé. Đấy. Bây giờ các em sẽ thắc mắc cái hit tại endpoint để làm cái gì đúng không? Đấy. Hoặc là cái tại sao có data cái view chấm hit hit test ở trí e.x. Để cái phần này các em phải di chuyển lên trên này, sẽ thấy dòng giải thích. Đây này, nó sẽ trả về cái hit test endpoint này, nó sẽ trả về cái thông tin của cái location, chẳng hạn như cái hàng và cái cột ở hàng nào. Đấy lý này. Còn biết là khi người ta nhấn chuột trái xuống ở data view thì cái hit test info này tại XY nó sẽ lấy được cái thông tin xem người ta đang click ở hàng nào hay cột nào, chứ cái định vị của Google ấy, các em đang bị tọa độ nào, pin độ bao nhiêu, ví độ bao nhiêu chẳng hạn, lệch bao nhiêu chẳng hạn đấy, thì cái hit test info sẽ xác định tọa độ của mình vừa click xuống. Các em hiểu cái đấy chưa? Mình biết là người ta click ô nào còn xác định vị trí. Và từ đây này, để biết được xem người ta click hàng nào ô nào thì các em dùng cái đối tượng info ở sau này, info chấm info chấm thì các em sẽ thấy thứ nhất là con đông index này, đông index này, đông y này. Đấy, để biết người ta click vào hàng nào của cái data view thì các em dùng là đông index. Có chỉ số hàng các em có lấy thông tin xe hàng được không? Khi biết được hàng bao nhiêu rồi các em lấy thông tin không? Đấy, thì chúng ta sẽ lấy thông tin. Ví dụ trong này chúng ta sẽ lấy là cái tên sinh viên, thì các em hoàn toàn sẽ lấy được là khai báo một cái đối tượng sinh viên nhé. Tên sinh viên ngắn gọn bằng dgrv này, ở vị trí cột là cột tên sinh viên này. Đấy. hàng ở đây chúng ta chính là cái e.index, hàng bao nhiêu đúng không? Một khi các em hay quen là cột trong hàng y, ở đây thay vì y chúng ta sẽ là info.index, sau đó để giá trị chúng ta hãy chấm value. Đấy, chú ý nhá, cái tên này phải chuẩn, cái value là kiểu object này, muốn chuyển về chuỗi thì làm cái gì các em nhỉ? Chụp hình chính xác, thiếu hiện đổi về chuỗi không vấn đề gì cả, dài quá nhỉ, các em nhìn được không? Đây này, chấm row in ở row index bao nhiêu chấm value chụp hình chuyển về chuỗi mà, thấy hết chưa? Chú ý cái tên cột phải chuẩn nhá. Bây giờ kiểm tra xem có đúng là tên sinh viên là cột sinh viên là các em đây để thiết kế edit column này, xem cái tên sinh viên có cột là gì. Đấy, cái chỗ phần design name nhá, không phải là ở phần data body name, nó phải là cái phần design ấy. Các em đặt tên là tên sinh viên thì gõ sinh viên này, nếu các ghi là không sinh viên phải gõ nguyên đấy. Cái tốt nhất là copy paste cho chuẩn, đúng không? Đừng copy nhầm là được, được chưa? Như này chúng ta đã lấy chính xác được người ta click vào nào để kéo thả rồi. Bây giờ để nhìn khách hàng, chúng ta sẽ gọi một dòng lệnh đơn giản sau: tên của data view hay tên tổng quát là tên của cái đối tượng thiện kéo thả là dgrv này chấm do the dev the road kéo và thả. Lúc này các em nhìn thấy phương thức người ta yêu cầu, tham số nhất là object kéo thả đối tượng gì, object data. Cái thứ hai là cái hiệu ứng, tức là the dev road aspect là kéo thả theo dạng nào, theo di chuyển hay là copy. Thông thường chúng ta sẽ dùng đó là theo copy. Dữ liệu object ở đây là cái này nó có kiểu object là kiểu đối tượng,
cho nên nhận được mọi đầu vào, các để nó có thể là để kiểu trinh này, để chuỗi này, để mảng này hay danh sách, thì hoàn toàn là cái object thì chưa được hết. Đây chính là cái đầu mút để về sau mình muốn làm kéo thẳng một lúc được nhiều hàng này, thì các em chuyển vào cả một cái danh sách hay cả một cái list hay cả một cỡ array, được chưa? Ở đây là trường hợp đơn giản, sẽ cho chỉ có một kiểu chuỗi thôi, các em chuyển lên là tên sinh viên. Đấy. Thế còn tiếp theo hiệu ứng kéo thẳng là gì? Các em nhìn cái dòng thông báo này, the dead, the drop effect, thì các em gõ nguyên như thế, the dead, the drop effect, thì nào gõ thế, the dead này, the drop effect, nên nó ra lựa chọn này, thế chưa? Các em gõ vài từ, gõ the dead, the drop nó ra rồi. Việc của mình tiếp theo là ấn enter, nên dấu chấm. Đây, dấu chấm này có nhiều kiểu, các em chọn kiểu copy. Đấy, copy thẳng đi. Được các em ạ. Bây giờ kéo thả sẽ chưa tăng dụng không? Bây giờ các em về giao diện này. Click vào cái property của cái TV. Cái TV các em đặt tên đó là TV the drop ấy. TV luôn. TV AG TV. Rồi ở cái phần thuộc tính các em tất cả mọi người đều chỉnh về cái on the drop một chút cho. Bây giờ các em chuyển sang sự kiện của nó, event này. Có hai sự kiện quan trọng này. Sự kiện thứ nhất là cái the tab enter. Sự kiện thứ hai đó là the tab drop. Đấy nha. Có hai sự kiện này. Thứ nhất là cả hai. Với cái sự kiện the tab enter này, các em click vào đây kia. Trong này các em sẽ chọn cái kiểu kéo thả của nó là e.effect này, bằng cái drop drop effect, drop drop effect này chấm copy để nó bằng thằng kia sang ấy, được chưa? Sau đó chúng ta chuyển sang sự kiện thứ hai, đó là sự kiện drop drop, các em click giúp vào cái sự kiện drop drop đấy, để đây hết chưa nhỉ? Click vào cái drop drop này, click giúp vào. Đấy. Trong này các em kiểm tra xem là cái dữ liệu người ta thả vào là dạng nào. Đây. Và các em dùng câu này if này. E.data này. .get data presentation. Kiểu tức là kiểm tra xem cái dữ liệu người ta thả vào là dạng nào. Như của người xưa Mỹ đánh thể nào ấy, người ta kiểm tra xem là đau ở số phải B52 không. B52 phải 6A thì hay là các em thể thả xuống tại đây nó cụ thể có thể kiểu là chuỗi này, kiểu số nguyên hay là kiểu cả danh sách trên của mạng, thì các em dùng e này chấm data này chấm get data presentation được rồi nhá. Sau này các em sẽ kiểu của mình là type ở để thấy kiểu nào. Ở đây chúng ta đến cái nút mà tên sinh viên có kiểu gì này, đây này xin đúng không, thì chỗ này các em có là type ở xin rồi đấy, kiểm tra có phải kiểu đấy không. Bởi vì cái thằng kế một cái control có thể nhận từ cái thả nhiều nguồn khác nhau. Đấy. Cái này kiểm tra xem người ta thả dữ liệu kiểu gì, get session dữ liệu này. Nếu đúng là kiểu thử trinh rồi là mình sẽ lấy chuyển dữ liệu lại. Tức là người ta thả vào là diễn văn A thì mình phải lấy bằng được diễn văn A ra. Hoặc bằng nào ăn sẻ nó ăn sẻ ra đúng không? Thế này mình sẽ thể lấy dữ liệu bằng cách là thay vào một cái kiểu tương ứng như thế. Ở đây là đơn giản như kiểu chuỗi, sau phức tạp hơn sẽ chuyển thành một cái dạng danh sách hoặc kiểu đối tượng. Dự em là tên sinh viên có ở bên kia, nhưng không phải như bên kia là tên của ta view chấm hàng nào, mà đây phải dùng là e này chấm letter này chấm get letter đấy. Tôi đang xem gõ tay vào ở sinh có ở bên trên đấy. Cái này nó trả về object cái tay get data này, muốn chuyển về kiểu chuỗi thế này làm gì? Lại thu trên em gõ xong chưa này đấy, mình gõ 120 mấy từ đến thu hạ 20 từ rồi còn sao tăng nữa. Bây giờ thêm nút vào, em phải báo một cái đối tượng là chi nốt này để em nút vào cái CV của mình em là chi nốt này và new chi nốt đấy. Trong chi nốt em chuyển một cái tag thôi tên sinh viên. Đấy. Để nó chạy được thì phải gọi là cái tb drop chấm nút chấm em điền vào cái chi nốt mình vừa tạo.
Được rồi các. Giờ chạy thử xem được chưa nhá. Nó lại không chạy em này. Đấy các em thấy không? Tôi kéo lên chỉ đào sang đây này. Lên đây chỉ đào này. Sinh viên này. Edit này. Thấy chưa? Các em chạy thành công chưa? Đấy. Đợi tí. Đây có vài dòng không? Đấy. Vừa xong này giúp bọn em là kéo thả rất đơn giản, còn phức tạp hơn là dạng như này này. Tức là kéo thả nút ở nhiều hàng. Nào thế nhỉ? Vừa rồi giúp bọn em là làm thứ đơn giản chỉ kéo có một trường sang một cái đúng không? Còn đây chúng ta phải kéo nút cả đối tượng sang này, hoặc kéo nút nhiều hàng, kéo bên control này. Đấy, một nút kéo một phát nhiều hàng. Thấy chưa? Đấy. Để ra trường hợp này thì các em chỉ cần sửa một chút về cái code thôi. Đấy nhá. Để chúng ta kéo nút nhiều hàng như này ấy, thì cái chỗ mà chuyển dữ liệu ấy, trong sự kiện MODA các em làm thế này. Đấy các em xe về nhà sửa hàng tiết này có gì vướng em giải đáp không? Còn anh về nhá nè. Chuyển sợ nè. Vài năm nữa anh cần cầm cái máy sau làm vào công ty bán không? Nên là cho bóc này. Mới kéo nhiều thì trong cái chỗ sự kiện MODA ấy thì thay vì vừa xong ta lấy một giá trị là hit info thì trường hợp này chúng ta sẽ không lấy một giá trị nữa mà kem hoàn toàn lấy một cái danh sách. Đây cái danh sách này có tên là need này, điền vào cả một đối tượng bên trong. Sau đó chúng ta duyệt toàn bộ các hàng người ta là chọn bằng cách là tên của cái data view này chấm csdow có chữ s. Thế người ta chọn chục hàng đến ra 10 đoạn 20 ra 20 lấy từng hàng này, sau đó chúng ta ép vào cái need này. Cái need này buổi sau anh giúp bọn em làm cái buổi về cái need này, dùng cái need này các em nhìn hơi nạ đúng không? Ở để buổi sau need này chúng ta áp dụng này luôn nhé. Cho cái nít này sau đó cái chỗ do the dev the load không phải truyền một đối tượng nữa, truyền cả một cái danh sách nít menu này. Thấy chưa? Thì khi đó ở cái bên chỗ bên nhận ấy lại kiểm tra xem là type of không phải kiểu sửa chinh như vừa xong nữa mà type of nít menu. Nếu mà đúng này là chúng ta lấy cả cái danh sách đi ra. Thấy chưa? Sau đó đây này, cả danh sách ra, truyền cả danh sách, sau đó ép vào một cái chi nút em một cái. Thấy chưa? Thế nên ta thực hiện là kéo thả nhiều lần. Vậy là các em luyện lại vài cái để thao tác như thế nhá, đơn giản buổi sau giúp em phức tạp hơn, học cả cái nít nữa.